Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm x bí 3 mũ x cộng 2 cộng 3 mũ x cộng 1 bằng chia 3 bằng 30. Thì để giải quyết được bài này thì các bạn cần có những kiến thức nền sau đây. Kiến thức thứ nhất đó là đặt nhân ở chung. Ví dụ như 2 cộng 4 được chưa? Thì bằng nè, các bạn nhìn để ý nè. 2 mình viết lại nè, cộng nè, 4 thì có phải bằng 2 nhân 2 không ạ? Được chưa? Thì bạn quan sát hình này, với hình này có chung số gì ạ? Số 2 mình mang ra nhân liền, mở ngoài. Được chưa? Mang hết số 2 ra còn lại số mấy ạ? Số 1 giúp mình, cộng nè. Mang 2 ra còn lại mấy ạ? 2. Được chưa? Đây được gọi là phương pháp đặt nhân tử chung. Đó là kiến thức thứ nhất. Kiến thức thứ hai là liên quan về lũy thừa. Kiến thức lũy thừa thì kiến thức thứ nhất đây, đó là 3 A mũ N chia cho A mũ M. Đây nè, lũy thừa chia nhau cùng cơ số nè. Hai lũy thừa cùng cơ số chia nhau thì ta lấy mũ trừ nha các bạn. Ok chưa? Còn hai lũy thừa cùng cơ số mà nhân nhau thì các bạn lấy mũ cộng giúp mình nha. Rồi, cái thứ ba đó là A mũ N tất cả mũ M, đó là lũy thừa của lũy thừa, thì các bạn lấy hai cái mũ này nhân lại. Được chưa? Đó là những kiến thức nền liên quan về kiến thức để giải bài toán tìm x này. Và cái thứ mà để giải quyết được tìm x thì các bạn nhớ có hai dạng cơ bản tìm x nha. Có liên quan tới lũy thừa thì có hai dạng cơ bản, đó là dạng A mũ N bằng A mũ M. Đây, hai thằng này là hai lũy thừa cùng cơ số A nè, thì để hai cái lũy thừa này bằng nhau khi và chỉ khi hai cái mũ của nó cũng bằng nhau. Được chưa? Đó là dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai đó là hai cái lũy thừa cùng số mũ nè, n thì muốn hai cái lũy thừa này bằng nhau thì A phải bằng B. Được chưa? Đó là hai dạng tìm x cơ bản nhất liên quan về lũy thừa. Đây, bây giờ bắt đầu mình giải quyết nha các bạn. Mình viết lại đây. 3 mũ x cộng 2 cộng 3 mũ x cộng 1 chia 3. 3 gây chứng là 3 mũ 1 nha các bạn. Đó, bằng 3 30. Rồi, các bạn thấy nha. Đó, chia nè, chia hai lũy thừa cùng cơ số đã lấy mũ trừ, được chưa? Đây mình viết lại 3 mũ x cộng 2 cộng cho 3 mũ x cộng 1 trừ 1. Ok chưa? Bằng 30. Rồi, đây là dấu tương đương nha các bạn. Ở khi nào bạn cảm giác ở cái gay có dấu bằng hay là dấu lớn hơn hay dấu nhỏ hơn, hay là lớn hơn bằng hay nhỏ hơn bằng, thì gay là dấu tương đương. Còn không có dấu bằng thì dấu bằng. Đó, nghe kịp không ạ? Ở gay có dấu bằng thì gay là dấu tương đương. Ở đây mà không có dấu bằng thì gay là dấu bằng. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục 3 mũ x cộng 2 cộng 3 mũ 1 trừ 1 bằng 0. Vậy là 3 mũ x bằng 30. Ok chưa? Rồi, đây là lấy mũ cộng nè. Các bạn thấy không ạ? Mũ cộng thì mình sẽ tách nó ra thành x của hai lũy thừa. X của hai lũy thừa tương đương sẽ là 3 mũ x nhân cho 3 mũ 2. Thấy chưa? X của hai lũy thừa cùng cơ số thì lấy mũ cộng nè. Các bạn thấy chưa? Cộng cho 3 mũ x bằng 30. Thì các bạn thấy rằng thằng này với thằng này có chung gì ạ? 3 mũ x thì mình lấy 3 mũ x ra làm mẫu số chung, mang ra còn lại 3 mũ 2 mang ra cộng mang hết còn lại số 1 giúp mình bằng 30. Tương đương 3 mũ x, 3 mũ 2 bằng 9 cộng 1 nữa bằng 10, nhân 10 nha các bạn, bằng 30. Rồi, nhân thì chuyển qua thằng chia. Vậy là 3 mũ x bằng 30 chia 10. 30 chia 10 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 3. Vậy là 3 mũ x bằng 3. Được chưa? Và các bạn nhớ giúp mình 3 chính là 3 mũ 1. Đây, tìm x hai lũy thừa cùng cơ số thì số mũ của nó bằng nhau, vậy tương đương x bằng 1. Vậy kết luận x bằng 1.
Ok chứ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, bạn nào có những cái bài toán nào mà không giải quyết được thì các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ dựng clip hoặc là chỉ bằng cách là nhắn tin cho tất cả các bạn cùng hiểu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.